Xin chào quý vị, anh chị, các bạn. Chắc rằng anh chị, các bạn rất là quan tâm đến vấn đề là bọn em chuẩn bị ra phiên bản Forerunner Wycheck model 2020-21. Ngày hôm nay thì bên em đã về và em Hương xin mời anh chị, các bạn cùng xem phiên bản mới của 2021 For Wycheck, xem có diện mạo mới của em nó xem như thế nào nha anh chị nhá. Xin mời anh chị, các bạn. Dạ vâng, em xin giới thiệu đến anh chị, các bạn. Đây là for model mới của chiếc xe 2021 phiên bản Forerunner Wycheck, với trang bị vẫn như là động cơ 2.0 và hộp số tự động mới cấp. Về cơ bản phần đầu xe thì anh chị các bạn nhìn thì có vẻ là nhìn đầu xe thì chiếc xe nhìn nó hầm hố hơn, với tạ lưới thần nhiệt với dạng lưới tổ ong và rất là rộng. Ngoài ra thì phiên bản mới thì đều được mạ màu cam đen kết hợp với nhau. Đặc biệt là hệ thống đèn thì vẫn là hệ thống đèn full LED và kết hợp với giải đèn chiếu sáng ban ngày, nhưng phần bên ốp bên trong phiên bản trước thì là để trắng, thì phiên bản này đều được sơn nhám đen toàn bộ cùng với kết hợp phần đèn gầm, vẫn là đèn full LED nhưng mà lại được ốp thì nhìn nó cùng một tông thể chiếc xe thì nhìn nó cũng khỏe khoắn và đẹp hơn. Nhưng phiên bản này thì có một chút là đó là đã không còn hai cái cảm biến hai bên anh chị nhá, vẫn là hộp số tự động 10 cấp và công suất là 213 mã lực và cho mô men xoắn 500 newton trên mét. Nhưng có một sự thay đổi nhẹ, đó là phần hệ thống cảm biến phía trước không có hai cảm biến đã không còn nữa. Như em được biết thì thông tin chưa chính xác thì phần radar phanh khoảng cách phía trước là cũng không còn. Để anh chị các bạn nhìn. Sau đây thì em Hương xin mời anh chị các bạn cùng tham quan đến phần thân xe. Điểm đầu tiên thì anh chị các bạn nhìn thấy có một sự khác biệt, đó là phần la răng được sơn nhám đen toàn bộ thì nhìn nó cũng bắt mắt, lạ mắt và tinh tế hơn. Và phần thân xe thì cũng như phiên bản trước đều được sơn nhám đen toàn bộ và vẫn là xi nhan trên gương và với những tính năng an toàn như thời điểm trước. Đối với phần sau xe thì có một khác lạ là thanh thể thao thì được nhìn nó cũng hơi lạ mắt một chút xíu, là dán tem màu kem, nhìn nó cũng độc đáo hơn. Còn về option phía sau thì em nhìn tổng thể thì cũng không có gì thay đổi, vẫn được trang bị hệ thống cảm biến lùi và đều camera hiển thị trên màn hình 8 inch. Em sẽ mở phần nóc thùng ra. Wycheck thì anh chị cũng đã biết được có thanh răng thủy lực cho nên là việc đánh lái rất là nhẹ nhàng. Và xe thì vẫn được những bản tiêu chuẩn là nó thuộc thanh thể thao rồi. Sau đây em Hương xin mời anh chị các bạn cùng trải nghiệm vào phần khoang nội thất ạ. Và khoang nội thất của bên trong Wycheck thì chắc anh chị các bạn cũng nhìn thấy nó có cái điểm khác, đó là phần ghế da. Phần giữa thì được thêm cái được kem đường chỉ màu hơi màu vàng thì nhìn nó cũng em nhìn thì nhìn nó cũng lạ mắt và hơi độc đáo một chút xíu. Vâng, còn đây là phần nội thất, chắc là anh chị các bạn cũng sẽ quan tâm để xem là thay đổi nhiều không. Vâng, ghế da thì em vừa chia sẻ rồi, vẫn được là trang bị ghế da. Đây là bản cao cấp rồi. Và đây là phần nội thất của bên trong ạ. Em nhìn thấy phần mặt tam lô thì cũng thấy có một cái sự thay đổi nhẹ, đó là có một cái sơn đen vòng ốp ở bên sâu bên trong cơ. Vẫn là vô lăng thì vẫn là giới hạn tốc độ trên 30 km/h. Vô lăng vẫn là bọc da và tam lô vẫn là mềm, ghế da mềm hấp chịu lửa nhiệt độ rất là cao, thì giúp anh chị các bạn khi mình trải nghiệm ở thời tiết nóng thì hấp thụ nhiệt, anh chị cảm thấy nó rất là không nóng. Và xe thì vẫn là những cái điều chỉnh góc chiếu sáng.
Phiên bản này thì vẫn là khóa P-Side cầu sau chống trơn trượt, hỗ trợ đầu đèo, nhưng đã không còn hỗ trợ đỗ xe song song nữa anh chị nhé. Và đã không còn cái chống ồn chủ động. Đây là phiên bản mới. Còn về màn hình thì vẫn được trang bị hai vùng khí hậu độc lập, phone, navigation dẫn đường. Và đặc biệt là anh chị các bạn có nhu cầu Việt hóa cái màn hình thành tiếng Việt thì cũng gọi cho em để em sẽ Hương sẽ tư vấn đến quý vị và anh chị nhiều hơn. Phần khoang nội thất thì em nhìn cũng không không có gì thay đổi, chỉ có một số cái option mà em Hương vừa chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn thôi. Dạ vâng, vừa rồi thì em Hương có giới thiệu đến quý vị anh chị các bạn diện mạo mới của Forerunner Wildtrak phiên bản 2.0 hộp số tự động 10 cấp. Và bây giờ thì em Hương xin chia sẻ anh chị các bạn chính sách giá giảm của bên em. Đối với phiên bản này thì hiện tại bọn em đang bán sẽ là 925 triệu và tổng gói phụ kiện giảm giá cho quý vị anh chị các bạn trên 70 triệu. Chính sách giá thì bên em sẽ linh hoạt tùy từng thời điểm nên quý vị anh chị các bạn có nhu cầu thì hãy gọi cho em nhé để em Hương sẽ tư vấn đến quý vị anh chị các bạn về chi phí lăn bánh cũng như màu sắc. Và đặc biệt thì phiên bản cũ bên em vẫn còn một bản quay trách phiên bản cũ với vẫn giá là 918 và hỗ trợ giảm giá lên tới hơn 70 triệu cho anh chị và các bạn. Nên anh chị các bạn có cần lấy bản cũ thì vẫn gọi cho em và em Hương sẽ bán cũng như tư vấn đến quý vị anh chị các bạn. Một lần nữa thì em xin cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video của em.